chào các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau trong cái việc lựa chọn hoa quả của series lựa chọn hoa quả này. Cái phần tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với bạn một cái kỹ thuật lựa chọn hoa quả, đó là loại chanh leo các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng đi lựa chọn chanh leo. Lựa chọn như thế nào nó chuẩn, chúng ta cùng bắt đầu. Thực ra này hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là 11 tháng 9 rồi. Ngày 11 tháng 9. Đây là một cái thời điểm không phải là mùa chanh leo. Chanh leo không được đẹp lắm. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng sau khi đi một vòng ở cái chợ Thành Công, chúng tôi cũng tìm được đến một cái shop rất là uy tín. Ít nhất ở thời điểm này tôi thấy uy tín nhất ở cái chợ Thành Công về vấn đề chanh leo. Như các bạn biết thì có những nhiều người cũng ra chợ cũng lựa chọn chanh leo, nhưng tuy nhiên lựa chọn như nào cũng chưa chắc chúng ta đã có cái nhìn thống nhất. Có người thì lựa chọn chanh leo héo, có người thì lựa chọn chanh leo chưa chín, hay là có những người lựa chọn loại chín rồi. Nói chung là tùy theo hoàn cảnh. Nhưng mà trong pha chế của chúng ta thì các bạn sẽ phải lựa chọn chanh leo dựa trên những cái tiêu chí sau. Đầu tiên, chúng ta phải chọn chanh leo chín đã, đúng không ạ? Cứ phải chọn quả chín đã. Và chín được biểu hiện như thế nào? Chín được biểu hiện là về cái màu sắc các bạn nhé. Chanh leo khi mà non nó sẽ có màu xanh, khi mà ương ương lên thì nó sẽ màu hơi ửng hồng, khi mà chín thì nó sẽ chuyển sang, chín dần nó sẽ chuyển sang màu đỏ như thế này đấy. Và khi mà cái chanh leo chín hẳn, có nghĩa là chín lên tầm 90% là chín có thể pha chế được, thì chúng ta sẽ lựa chọn những quả chanh leo như thế này. Nó có màu tím thẫm, hoặc là màu thẫm, màu nâu như màu cánh gián và bóng đó, thì cái màu chín như thế. Thế thì trong cái rổ này chúng ta nhìn thấy một số quả chín này, các bạn nhìn nhé, chúng ta lấy ngay được những quả về màu sắc là chín đó. Chúng ta lấy những quả này đầy, ví dụ những quả tím như này, quả càng tím nó tốt các bạn nhé, tím bóng và đen đấy, tím bóng như thế này này đó. Đây là những quả về màu sắc là tím, là ok, là rất là chín rồi nhé. Cái việc thứ hai đó là chúng ta sẽ một là chín, cái thứ hai chúng ta dựa vào cái quả to hay là quả nhỏ. Chanh leo là một trong những quả mà rất tốn cốt các bạn nhé. Đôi khi là 2-3 quả chanh leo mới ra được một cốc nước, và một cân chỉ ra được khoảng độ 4 cốc nước chanh leo thôi. Và chanh leo có giá khoảng 30-35 nghìn cân. Ở đây mình bán bao nhiêu chị nhỉ? 30 nghìn là so với loại quả này là hơi xấu, đúng không? Thì biết là chanh leo tươi rồi, nhưng mà 30 nghìn giá với những cái mẫu như này là thuộc vào loại trái mùa đấy. Còn nếu đúng mùa em thấy nó còn to đẹp hơn, bóng hơn rất nhiều, và vẫn chỉ 30 nghìn thôi, 25-30 nghìn thôi. Chanh leo nó rất là tốn cốt các bạn ạ. Một quả chanh leo to như này chưa làm được một cốc nước, chúng ta phải có 2 thậm chí 3 quả. Nếu như cách pha chế của Trần Hải, vua pha chế, tôi cần 60 ml nước cốt chanh leo loại chuẩn để pha ra một cốc. Và cốc của tôi bán luôn ở mức 40-45 nghìn một cốc. Bạn thấy không? Nó rất là, nó phải có đủ cái lượng cốt như thế mới làm được một cốc. Và 3 quả này may ra mới làm một cốc bạn ạ. Rất là tốn kém. Đó. Việc thứ hai đó là khi mà chúng ta lấy màu sắc của nó là màu chín rồi, cái thứ hai chúng ta sẽ lựa chọn những quả tươi. Tươi được thể hiện như thế nào? Chúng ta nhìn là cái vỏ nó căng, đúng không? Vỏ nó căng đều, căng đều. Đó. Thế là được. Chúng ta không lấy những cái quả nó nhăn nhúm, ví dụ như này, những quả nó nhăn nhăn như thế này các bạn đừng lấy. Những quả nhăn nheo đừng lấy. Chúng ta sẽ lấy những quả khỏe mạnh, giống như là thanh niên ấy. Thanh niên nó ngon, nó đẹp, nó thơm ở cái lúc tầm 18, đôi mươi, 22, 25, 26 là cùng. Chứ đến bảo là U90 nhìn ra nó nhăn nheo bảo là làm ngon thì xin lỗi các bạn, không có. Cái chanh leo nó cũng như vậy. Nếu như là nó già, nó nhầu nhụa rồi, nó rất là nhẹ, cân nó rất là nhẹ, mua có thể được số lượng lớn, một cân có thể được rất là nhiều, nhưng mà cái mùi nó không còn ngon. Nên các bạn đừng mua những quả nó héo. Có một số người tư vấn bán hàng nói là mua những quả héo đi, những quả này nó được rồi, nó được nhiều cân, nó teo nước, nó sẽ rôi ra nhiều. Nhưng mà xin lỗi các bạn là khi mà chúng ta ăn vào, chúng ta làm nó mùi nó cứ, nó gọi là mùi nó bị ôi, hay là mùi khăm khẩm, không thối hẳn, không ổn đấy các bạn ạ. Chúng ta phải lựa chọn những quả nó khỏe mạnh, giống như là nam thanh nữ tú, nó phải là hoàn trái như vậy. Ok, cho nên các bạn lưu ý là chúng ta không lựa chọn những quả héo quắt, những quả héo quẹo là chúng ta bỏ đi. Chúng ta chỉ lựa chọn những quả như thế này. Ok chưa?
nó rất khó, cái rổ này nó hơi khó để chúng ta lựa chọn. Nhưng các bạn lưu ý cứ lấy những quả tím, căng, không sâu và không nhăn nheo là được. Đó, đấy là cái yêu cầu của lựa chọn chanh leo. Một việc nữa liên quan đến đến sơ chế chanh leo. Chanh leo cũng là một cái loại đồ uống mà khó làm và lâu, làm lâu. Khi các bạn mang về nhé, các bạn sẽ rửa sạch, chúng ta cắt cho vào cái dây, chúng ta dây làm sao cho nó ra cái nước cốt. Đấy gọi là nước cốt chanh leo. Cái nước cốt này các bạn cho vào trong cái chai La Vi, các bạn đóng chặt nắp, cứ làm 5 cốc một, sau đó hết lại làm tiếp chứ đừng làm nhiều. Cái nước cốt đấy đảm bảo các bạn có thể để được tầm 3 ngày thì cái mùi nó vẫn còn ngon. Nếu các bạn để lâu quá cái mùi nó sẽ không còn ngon nữa. Có một số người nói rằng là chanh leo mình cứ làm hết nước cốt đi, thế sau đó mình cho vào tủ đông, mình để đá, xong lúc là khách gọi thì mình để 6 tháng 1 năm, lúc nào mình có thể bán được. Nhưng xin thưa các bạn rằng là tất cả nước đồ uống, đồ mà các bạn cho vào đông đá như thế thì cái mùi của nó không được thơm và không được tự nhiên. Chúng ta không cần thiết là như thế. Sống ở những đất nước nhiệt đới như Việt Nam mình, chúng ta lên lựa chọn những loại quả theo mùa và tư vấn khách hàng uống theo những loại quả theo mùa thì nó sẽ mang lại giá trị cho sức khỏe hơn, đúng không? Đó. Thì đấy là một số cái thông tin mà tôi chia sẻ với bạn về vấn đề chanh leo. Và đặc biệt là một là quá trình lựa chọn màu sắc, độ tươi. Cái thứ hai là các bạn cần phải lưu ý là không mua những chanh leo héo. Và điều đặc biệt để làm cho chanh leo ngon là các bạn làm trên một cốc, các bạn phải làm đủ cái lượng cốt, đó là từ 50 cho đến 60ml cốt chanh leo trên một cốc. Tuy nhiên thì đây là tôi lấy một cái cốc ở tỷ lệ là 350ml, một cái cốc đủ, một cái dung tích 350ml thì chúng ta sẽ sử dụng là 60ml nước cốt chanh leo. Ok, như thế vậy nhé. Nếu các bạn sử dụng cốc chỉ có 300ml đổ lại thì chúng ta có thể là cho có 40ml nước cốt chanh leo thôi. Nhưng mà như thế uống nó sẽ không được ngon. Và có điều đặc biệt nữa trong pha chế chanh leo là các bạn luôn luôn phải làm một cốt trước, để khi khách hàng gọi một cái chúng ta chỉ cần đổ 50-60ml nước cốt, 50ml đường nước, cho một vài viên đá, một ít nước vào và chúng ta xay rào lên và chúng ta được một cốc chanh leo cực kỳ tuyệt vời. Ok chưa? Chúc bạn thành công trong việc lựa chọn loại chanh leo cũng như quá trình sơ chế, làm sao đưa cho khách hàng một loại đồ uống cảm thấy nó hoành tráng nhất, ngon nhất, và lúc đó chúng ta lấy tiền của khách cũng cảm thấy rất là xứng đáng.